đa linh tinh cái tiền đâu mà làm răng sứ. Mà em thấy ta đang vỡ lợ rồi à? Chị ở chung cư chị ở tạm. Có bà Huyền Baby ở trên đấy, có bà ấy comment vào đấy, cái gì ở đâu đấy, tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ địa chỉ thôi. Tôi không nhớ chính xác là nhà đâu, tôi chỉ nhớ địa chỉ thôi. Nhưng mà các bà đi đến đấy đi, xem tướng, xem tử vi chuẩn lắm. Ôi dồi ôi, ông dở sách và ông nói mình không sai một tí nào. Đây này, bạn đấy, bạn đi ghi đây này, bạn Thảo Nguyễn đây này. Không sai một tí nào đâu các bà, chuẩn lắm. Chuẩn lắm, các bà mà đi đi. Trắng răng 150 nhá, trắng răng 150, nhắn tin vào page, nhắn quên chấp. Nhắn tin vào trong TikTok ấy. Răng Rover bán rồi bạn ơi. Vàng bán rồi, răng Rover bán rồi nhá. Nhà cũng bán rồi. Bây giờ là đang ở trọ. Đấy, tôi rất vừa lòng các bà chưa? Nhà kia chị bán được giá không? Nói chung là bán thì cũng hòa lãi được cái tí ở. Lãi được cái tí ở chứ còn trả được bao nhiêu nhá. Nhà đấy là bán hòa, lãi được cái tí gọi là mấy năm ở đấy. Nhà đấy mà ai mua thì tôi nói thật là cực. Nhà đấy giờ người ta đang 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 bán. Nhà đấy mà ai mà mua, như người là hợp hướng Đông Nam mà ở cái nhà đấy, tôi thật các bà ở ba đời không phải sửa. Vì tôi xây nó chắc chắn lắm các bà, tôi xây chắc chắn lắm. Tôi tâm huyết mà, bởi vì sao? Tôi nói thật với các bà như này này. Cả đời đi ra Hà Nội làm. Đến giờ phút này nó còn nói thật lắm, mẹ mày lựa già đời người mẹ rồi. Bởi vì tôi bệnh tim thì chắc tôi cũng chả sống lâu được. Thế nhưng mà năm nay bốn mấy rồi, 41 rồi, cũng lửa già đời người rồi. Thì bây giờ tôi hỏi các bà nhé, bước ra Hà Nội là một con mẹ mày nhặt lá đá ông bơ. Nó gọi là nhặt lá đá ông bơ mẹ đi. Thứ nhất là sao? Đi nhặt ve chai, đi dọn phân ở trong bệnh viện, đi làm dọn vệ sinh, đi hội chợ, bán quần áo vỉa hè. Và đến giờ thời điểm này là cũng thời điểm đấy là bắt đầu xây cái nhà đấy 70 mét vuông. Tôi nói thật với các bà, nó tâm huyết lắm. Trời ơi, xây dựng lại xong bắt đầu là chi tiết làm cẩn thận, mua toàn đồ xịn thôi, sắm vào cái nhà đấy đẹp lắm mọi người ạ. À. Đấy, lên đến nơi đùng một cái người ta bảo là mẹ mày không 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 hợp, là mà đúng về sau mình dở sách ra mình xem mình bảo đúng, ngày xưa mình ngu ở cái chỗ là như thế này này. Lúc đấy thì mình cũng không để ý về hướng nhà, chỉ nghĩ là xây nhà cứ nhà rộng đẹp mà hướng đông nam là tốt lắm rồi. Đến lúc đùng phát là mình dính vào cái quả là nó không hợp hướng với mình, cho nên hướng nhà rất là quan trọng. Ông lên ông bảo như thế mình phải về mình bán ngay, mình về mình mua nhà khác ngay. Bởi vì sao? Tính mạng của mình nó mới quan trọng. Bởi vì sao? Mình không ngủ được, mình không ngủ được, mình cứ hết bệnh này nó sang bệnh khác, nó cứ triền miên làm mình khổ ơi là khổ. Em cũng mua nhà chị một hộp trắng răng dùng ok lắm, ok linh hoa. Mình không ngủ được mà 3 năm trời lúc lao cũng chỉ sợ chết thôi. Mới đầu lao mới cách đây được có mấy tháng thôi. Đầu năm mà đi mà rồi các bà ơi, nhất là bà nào mà đẻ con rồi lên đi bảo thầy dở ra xem con mình ấy, là ở cái tử vi nó rất là hay nhá. Con mình là được định là lớn lên là theo cái nghề gì thì sẽ phát là nó có hết. Đúng rồi bạn mê cun ạ. Tức là như này này, khi con mình ấy mà định là chẳng hạn con mình làm nghệ thuật là trong cái tử vi người ta ghi luôn như thế luôn, mà mình hướng được con mình như thế thì con mình cực giỏi luôn. Nhưng mà ví dụ như con mình làm nghệ thuật mà mình lại cứ bảo nó phải đi lọ đi kia là nó cứ chẳng làm được cái mẹ gì đâu. Cho nên các bà mà có con ấy, có con mà chẳng hạn như là lớn lớn một tí ấy, các bà lên các bà xem, bảo ông dở sách ra ông xem bằng sách. Đây là người ta xem sách xem khoa học chứ không phải là người ta xem theo kiểu là mê tín dị đoan. Mình phải nói rõ là như thế. Thì mở ra để xem là con mình nó sẽ hợp với cái nghề gì. Nó có định sẵn rồi nhá. Và nhá, tôi thề tôi hôm đấy tôi còn phục ông ở chỗ là như này. Có một cái đôi vợ chồng nó đến thì nó xem thì nó bảo là nó xin là ông là nó đi Đài Loan. Thì ông bảo mày thì thằng này mày đời mày cả đời mày mày chỉ làm cu ly thôi. Mày làm thợ hàn đúng không? Thế thằng kia giật mình bảo vâng. Thế là ông ấy dở quyển sách ra, ông ấy chỉ vào đây. Mày sinh ngày đấy, giờ đấy nhá. Năm đấy nhá, mày chỉ có làm thợ hàn thôi, đây trong sách người ta nói luôn. Đấy, không sai một tí nào. Xong tôi lại kể cho bà nghe. Hôm nọ tôi lại dắt con em tôi. Con em tôi là chủ nhà hàng ở bên Gia Lâm. Đi lên đi xem. Đi lên đấy thì tự nhiên mình quý ông thầy quá thì mình cứ gặp ai mình cũng bảo là lên thầy xem cho. Tôi dắt con đấy nó lên. Thì ông chỉ thẳng vào mặt nó, ông bảo mày ấy, tướng con này sinh vào giờ này ngày này mày làm nghề tay dao tay thớt, mẹ mày nó chủ nhà hàng các bà ơi. Còn thằng chồng mày sinh vào giờ này làm này ấy, là thằng này làm nghề nhào lặn, thì thằng ông chồng nó thì lại làm mày mày chủ lò gốm.
Tao nói thật là tao cầm tao vái lại lại luôn này. Tao vái luôn như này này. Bởi vì sao? Mẹ mày đéo, mẹ mày đấy, người ta dở sách ra. Xong bắt đầu ông mới dở sách ra. Ông mới bảo đây, đây này. Mày sinh giờ đấy này, năm đấy này, ngày đấy này, đây này, mày nhìn đây này. Làm nghề gọi là thái, băm thái chặt. Đấy, thì không là tay dao tay thớt à. Ôi dồi, tao thật, tao đến tao quỳ tao lạy ông ấy luôn. Chuẩn vãi đái ra luôn các bà ơi. Thế còn thế xong là bảo là thế chồng sinh năm như này này, bảo thằng này làm nghề nhào lặn. Nhào lặn là lặn gốm đấy, thì chủ làm chồng làm chủ lò gốm các bà thấy không? Trời ơi, là vái sống ông ấy luôn chứ không phải gì đó. Nhà tao Tây Nam Giáp Tý là lại hợp đó mày. Thực ra thì cái này tao không biết. Nó còn phải tùy vào cái giờ sinh ngày sinh chứ mày nói thế thì thằng cụ tao cũng không biết được. Không, chị không có số. Mà đấy có nhiều người comment địa chỉ của thầy ở đây này, ở trên Phúc Yên đi, mọi người có thể lướt kéo bình luận xuống mà đọc đi. Mọi người com không xem tử vi tướng số. Nếu như các bà mà có con ấy, mà chẳng hạn như là chuẩn bị thi đại học, thì các bà lên các bà hỏi con, xe hỏi xem là con các bà hướng cho làm nghề gì. Hôm nay tôi đi xem, tôi còn gặp một cái chị như này. Ông ấy chỉ vào mặt ông bảo là cô này là làm nghề kiểu là kiểu dạng như là giáo viên. Nhưng mà ông không nói là cái từ giáo viên, mà ông bảo là mày, ông chuyên ông ấy là mày là làm cái nghề gì mà kiểu dạng như là viết bảng, biết biết gì thì giáo viên. Ôi dồi ôi, tôi thề mà tôi, bà kia gật như bổ củi, tôi ngồi bên cạnh tôi cũng gật cơ mà. Bởi vì sao? Mẹ mới đúng quá. Thế sau ông mới nói tôi thì ông bảo là mày là số mày sinh ra là có tứ số làm giám đốc đấy. Thì mẹ đúng thật, tôi chỉ có làm giám đốc thôi, bao năm nay tôi chỉ có làm giám đốc thôi các bạn. Tôi chỉ có làm giám đốc thôi, tôi không làm cái gì hết ngoài làm giám đốc. Đấy, ông nói thế. Còn lúc đấy ông không biết tôi đâu các bà ơi, lúc đấy không biết tôi đâu. Lúc đầu lên ông chửi tôi kém con chó rồi các bà. Chửi kém con chó, bởi vì sao? Mấy cái bà đi cùng, tức là hôm nay đi rất là đông, đầu năm ông đông lắm. Đầu năm ông đông lắm thì mình lên thì mấy bà đấy cứ nhận ra mình khổ lắm, cứ chào mình. Thế là ông lại ghét mình vì cái tội là mẹ mày mày đéo biết mày là con nào đến đây, mày mọi người cứ xôn xao lên, là ông ghét mình, ông chửi mình mãi ông xem cho khổ ghê cơ. Nhưng bây giờ lên thì quý lắm. Đây này Quỳnh Anh ghi đây này, đấy các bà đến đây xem. Đời phù du phốt em kìa, em thật với anh chứ đời em có cái đéo gì nữa đâu mà phốt. Đời em không còn cái gì nữa mà không phốt cả. Bởi vì sao? Ngày nào cũng có người lên chửi em, ngày nào cũng có người lên nói em. Người thì bảo em mà ăn ở khốn nạn, người thì bảo em lợi dụng, người thì bảo em lừa đảo. Khổ lắm, cho nên em có cái gì nữa đâu mà phốt anh. Em là cả cõi mạng người ta chửi em rồi, cả nước người ta chửi em rồi. Nên là nếu mà bảo bây giờ bảo là nó lên nó phốt em ấy thì cũng khó. Bởi vì sao? Cuộc đời còn cái gì đâu mà phốt. Mà em nói với anh các chị như này là sống ở trên mạng, làm việc và kiếm tiền ở trên mạng ấy, thì mình phải chấp nhận thôi. Bởi vì sao? Có những cái đứa mà nó chả biết mình là ai, nó cũng chửi mình. Có những cái đứa nó chửi mình để nó kéo tương tác, để nó bán được nhiều hàng, thì mình cũng phải, thời điểm này là mình phải hoan hỷ. Mọi người hiểu chưa? Mọi người phải hoan hỷ nhá. Chị Kiều có chị em gái không? Chỗ em bán xốp giống chị lắm, giọng chị nói cũng giống, đẹp gái lắm luôn. Chị không có chị em gái, chị có một mình thôi. Chỉ có một mình thôi. Tôi bảo bây giờ em vỡ lợ lâu chưa, thì anh cứ tôn em lên chứ cuộc đời em đã có cái đéo gì đâu mà vỡ. Em chưa có cái gì để vỡ cả. Thí dụ như em có nhà lọ xe kia, tỷ lọ tỷ kia, nhưng em chỉ có tỷ trâu tỷ bò tỷ lờ thôi, thì lấy đâu ra mà vỡ, lấy đâu ra mà vỡ ở anh. Gọi là đủ ăn đủ tiêu thì như nào gọi là vỡ lợ. Vỡ lợ là người ta phải mẹ mấy khách sạn lọ tập đoàn kia, người ta phải có nghìn tỷ lọ nghìn tỷ kia. Mấy anh tôn em cái từ vỡ lợ nghe, mẹ mấy anh mẹ độ em lên cao quá thật sự luôn. Nói thật em chỉ đủ làm ăn thôi. Đúng chị rồi, chị xác định mua bán trên thị trường xã hội đúng rồi chị Huệ Nguyễn ạ. Bây giờ anh phải dùng cái từ vỡ lợ lâu chưa, nghe mẹ mày nghe anh lại lâng tầng mẹ mày gia đình em lên cao quá. Bởi vì sao? Đã có đéo đâu mà vỡ, gọi là đủ ăn thôi. Nó gọi là đủ ăn thôi, nếu mất thì mất một tí thôi chứ lấy đâu ra mà vỡ. Nghe cái từ vỡ nghe vẻ mẹ mà anh lại nâng độ em lên cao quá. Dạo này chị bị chửi khiếp thế. Ôi dồi ôi. Đấy người ta gọi là tam tai và thái tuế. Em hiểu như là tam tai và thái tuế chưa? Ngồi ở nhà cũng bị chửi, không làm gì cũng bị chửi, không làm gì cũng bị đào ra. Gia đạo thì rối ren, bất ổn. Đấy nhá. Cho nên là ai mà bị trong cái cung đấy là hiểu rồi đấy. Các ông cứ lâng độ tôi lên mẹ mày. Xong có ông nọ hôm qua có ông vào còn bảo chứ con này ngày xưa là mẹ mày làm gái rót bia,
Với lại con này ngày xưa ra đây là làm gái. Ôi tôi thề với các bà luôn, thì mẹ tôi nói không phải nói phét. Ngày xưa tôi xấu như một con ma. Xấu mà tôi đen như một cái hòn than Quảng Ninh luôn. Mà đã xấu đã đen thì trông nó lại bẩn. Lúc tôi mới vào Hà Nội đây này. Đã xấu đã đen, mọi người nhìn thấy những người nào đen chưa? Đã đen đã xấu thì nó lại bẩn. Thì mẹ mày mãi còn đéo có người yêu cơ. Thế thì tôi hỏi các bà là ai người ta ngủ với mình? Mẹ mày nó thuê mình làm gái chắc là mỗi lần nó phải chát mất một cân phấn. Đã bảo là không không có một đứa nào nó yêu luôn. Cái thời mà ở nhà nó xấu, cái thời nhà mà xấu đến cái mức mà tôi thề với các bà luôn, thì mẹ mày học lớp 6, lớp 7, cái bạn bạn tôi nó được viết thư tình. Nó được viết thư tỏ tình đấy mà tôi mẹ mày học đến tận lớp 9 tôi không có một đứa đéo nào nó viết thư cho tôi cả. Lúc đấy mẹ mày mình nghĩ cũng tủi thân. Bởi vì sao mình cũng chịu khó, mình có đến nỗi đéo nào đâu mà cá một cái trường mấy trăm người thế mà không đứa nào nó thích mình cả. Bởi vì mình xấu quá. Đen, tôi đen lắm các bà ơi, tôi đen như cột nhà cháy, xong cái giống là đen nó lại vất vả. Ngày bé nó vất vả, nhà cấy mẫu bảy ruộng vất vả, nó đen xong cái giống nó đen, giống đen do nắng thì nhìn nó lại bẩn. Nó cứ bẩn bẩn, nó kiểu như kiểu là nó ghét ấy. Không một đứa nào nó yêu tôi các bạn. Tôi học hết lớp 9 mà bình thường ra là mọi người bảo là thời thời học sinh ấy là cái thời đẹp nhất, là cái thời đấy là viết thư tình cho nhau này, rồi dán con bướm vào sổ của nhau này. Nhưng tổ cụ nhà nó cả bao nhiêu năm học đấy, không một đứa đéo nào thích tôi các bạn. Tôi xấu đến mức như thế cơ mà. Thì các bà bảo đi ra đây mà nói mẹ mày làm gái ai người ta thuê mình đâu. Sau khi mà mẹ mày học hết lớp 9 rồi còn ở nhà, đến năm 18 tuổi mới đi ra Hà Nội làm. Cũng gần đấy năm cũng không một con chó nào nó yêu mình luôn. Cho dù mình rất là nhiều bạn, mình cũng đi chơi, cũng thanh niên làng nọ đến làng kia, cũng chơi, cũng gọi là hẹn hò, nhưng mà không một đứa nào nó thích mình cả. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi chán cả cái làng tôi, nó bảo tôi ế chồng. Mà đến lúc tự nhiên tôi lấy chồng mà cả cái làng tôi bảo thế đéo là con này lấy được chồng. Bởi vì sao ngày xưa tôi xấu lắm các bà. Tôi xấu, tôi đen, tôi bẩn. Xong bắt đầu là mọi người hiểu không, ở quê là tôi là vào là vừa đi buôn này, vừa đi gặt thuê này, đi cấy thuê này, đi làm thủy lợi này. Lón mũ thì đội gọi cái lón mê. Quần áo thì ăn mặc thì sộc sạch, xong là nhà nghèo mà. Mặt thì đen xì ra, trông nó đen bẩn, nó đen nắng đen bẩn đấy mọi người. Thề luôn bao nhiêu năm rồi có đứa đéo nào nó yêu đâu. Không có một đứa nào nó yêu cả. Không có một mảnh tình vắt vai, tôi không biết mối tình đầu nó như thế nào. Không biết cái mối tình học sinh nó như thế nào. Bởi vì sao mình xấu quá chả đứa đéo nó viết thư cho mình. Thế tôi hỏi các bà thế xong hôm qua có thằng bảo chứ con này mới già nội mẹ làm gái rồi. Ôi tôi thật chứ lúc đấy hoặc là làm rồi xong có đứa vào con này ngày xưa làm rót bia tao, nói thật chứ lúc đấy mà có đứa mẹ mày thuê tao làm gái làm rót bia, mẹ mày tao khởi nghiệp thành công thì giờ này tao phải giàu to rồi. Nhưng mà địch mẹ mày lúc đấy không đứa nào nó thuê tao phải đi dọn vệ sinh thì mày biết rồi, tao phải đi nhặt đồng lát thì mày biết rồi. Thế mày còn mày cứ độ tao lên khổ ghê cơ. Đến lúc mà mẹ mày tự nhiên lấy được chồng mà có những người làm phú đa nhà tôi, người ta còn bảo chứ mẹ ngày xưa con này tưởng nó ế. Xong lại vú lại không có các bà ơi. Vú không hề có. Đây là độ nhá. Còn ngày xưa nhá, cái lúc mà thanh liên ý, là nó có đúng hai con ốc vặn thôi. Thì mẹ mày vuốt từ trên xuống dưới, nó cứ phẳng lì thôi, nó không có một cái tẹo gì cả. Thế tôi còn không dám yêu luôn ý, không dám yêu ai luôn ý. Bởi vì sao? Nó lại đúng có hai con ốc vặn, nó vặn ở đây thôi. Bây giờ yêu mà chẳng hạn hôn nó mà nó vuốt như này một phát thì thôi tối về nó cũng bỏ mình. Cho nên là có khi có những cái thằng mà nó tán tỉnh, nó gần gũi, nó mình còn không dám yêu nó luôn ý. Bởi vì sao mình yêu nó, mình sợ nó vuốt phát như này, nó bỏ mình. Nó bỏ mình, mọi người hiểu chưa? Mà không hiểu tại sao mà tất cả bố mẹ tôi đẻ ra tôi đúng có hai con ốc vặn thôi. Nó bắt cả cái chỗ đấy. Nhiều khi tôi tắm xong mà tôi tưởng tôi là đàn ông các bà. Ở quê tôi với cả bạn tôi, nó toàn gọi tôi là hai lưng mà. Nó toàn gọi tôi là hai lưng mà, bởi vì sao? Tôi có đúng hai con ốc nó bắt ở đấy thôi. Xong rồi tôi kể cho bà nghe, mặc cái áo lót ấy, mặc cái áo lót mà cái kiểu mà nó có cái độn ở dưới này này, thì thỉnh thoảng mà ví dụ như là ấy lâng phát ra tụt con mẹ lên tận đây này, vì nó có cái đéo gì đỡ đâu. Đến lỗi mà lúc làm đời không bao giờ biết mặc những cái áo hở dú là cái gì luôn. Không bao giờ mặc những cái áo hở dú là cái gì luôn. Ví dụ mặc ấy chẳng hạn như là nó có những cái áo mà gì, kéo thật lực lên thì nó lên được một tí, nhưng mà nó cũng không đi đến đâu cả, đã bảo rồi. Xong việc bản thân mình đã không có dú rồi, mình lại gầy. Bản thân mình không có dú rồi thì mình lại gầy. Thế là nó đúng có hai con ốc vít nó bậu vào đây thôi. Tôi thề và nó không dám yêu ai luôn. Không dám yêu ai luôn. Thế về sau là mãi về sau ra ngoài này thì lấy một ông chồng. Lấy ông chồng thì phải lấy một ông chồng đứng có đến đây thôi. Vì mình cũng bị tự ti. Do là thứ nhất là mình mổ tim xong rồi này. Mình mổ tim xong rồi, nghe bệnh tim không ai ta lấy mình rồi. Đã xấu, đã vô duyên rồi, đã đen như cột nhà cháy rồi, lại bị bệnh tim nữa. Thế thì không ai ta lấy mình thì may quá thì lấy được bố con bé con đấy thì đứng có đến đây thôi. Thì thôi ông đấy là cũng cùng quê thì không chê mình lấy.
Thế lấy được một thời gian, được một năm thì không hợp thì mình bỏ. Mình bỏ thì bao nhiêu cái năm trời đấy, tôi nói thề với bà là mãi về sau, bỏ được khoảng hơn một năm thì mình lấy bố thằng thứ hai nhà mình. Thì ông đấy về sau là ông với mình ở rượu chè đánh đập nhau nhiều quá thì mình bỏ đi. Thì bắt đầu là tôi biết không, từ lúc đấy tôi sợ đàn ông. Lúc đấy là tôi sợ đàn ông. Tôi sợ đàn ông, tôi kinh đàn ông đến mẹ mày kinh hồn bạt vía. Bởi vì sao? Lấy một thằng chồng mang tiếng người Hà Nội, ngày đánh nhau hai tăng, đánh nhau đến nỗi mà con nó còn sợ, nó còn khóc, nó gì, tôi sợ, chửi nhau nhiều quá về sau tôi bỏ. Chị lấy ba đời chồng đi, anh Phú là ba rồi. Lấy đời chồng thứ hai thì là lấy phải thằng này, là ông này là người Hà Nội, ông nó thì nó chết rồi, nó bị ung thư, nó chết rồi. Lấy người chồng Hà Nội nhưng nó bị lát rượu, một ngày có ngày đánh nhau ba tăng hai tăng, có hôm cả đêm đéo ngủ được bởi vì nó cứ uống rượu, nó ngồi mẹ đầu giường cái kìa. Mình thì đi làm về, đi bán quần áo ở ngoài vỉa hè về ngủ, nó đéo cho ngủ, nó cứ dựng dậy nó bắt mình phải nghe nó nói là cũng mẹ mày tăng xông mẹ rồi, ốm người gầy xanh xao vàng vọt ra, mấy năm trời ở không mua được một bộ quần áo nào, tôi nói thật, toàn mặc lại quần áo của mẹ chồng, mới lại xin quần áo các bạn với các cô mặc thôi, khổ như một con chó luôn, ăn không có để ăn. Bởi vì lấy một thằng chồng lát rượu thì mọi người biết rồi, có ngày đánh nhau hai lần, có ngày đánh nhau ba lần, không được một ngày nào yên tĩnh cả. Cho nên khi mà tôi bỏ đi nhá, ngay khi thằng cu con nhà tôi được 18 tháng là tôi quyết định tôi bỏ đi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là nếu như tôi còn ở với con người này ấy, là tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết bởi vì tôi bị bệnh tim mà nó có cho tôi ngủ đâu. Nó cứ uống rượu về xong bắt đầu nó làm mình nằm đây thì nó cứ dựng dậy nó bắt mình phải ngồi phải nghe. Thế mình không nghe thì là đánh nhau. Mà mình nghe thì mẹ mày phải bắt nhời. Không bắt nhời thì cũng đánh nhau. Đấy, thế là thằng cu con thứ hai được 18 tháng thì tôi bỏ đi. Từ lúc đấy tôi sợ đàn ông. Tôi nghe thấy đàn ông mà những người tán tỉnh tôi là tôi cũng sợ. Không bao giờ tôi đến với một người đàn ông nào cả. Thế mãi về sau thì mình đi hội chợ thì bắt đầu cái ông bạn mình, ông ấy bảo là hai đứa vợ chồng nhà cái đứa em nó thân với mình lắm. Thì nó bảo thôi chị đi làm vú đi. Bởi vì thứ nhất là lúc đấy là do là như này, là mình sợ đàn ông bởi vì mình đã lấy một thằng chồng mà đánh đập nhau suốt ngày rồi, đánh đến nỗi mà mình thần kinh lên rồi. Đánh đến nỗi mà mình nghĩa là cứ đánh nhau thôi. Thằng con mình cứ bế trên vai là đánh nhau, là thằng bé cứ khóc thét khóc lẹt đến này này, là mình đã phải ở, mình không chịu được, mình đã phải bỏ đi rồi. Thì bao nhiêu lúc đấy là mình đi hội chợ, là lúc đấy là bắt đầu mình cũng sinh ra rồi. Bởi vì sao, ra ngoài này là cũng biết ăn biết mặc, cũng gọi là khi đi hội chợ là cũng có tiền nữa thì cũng biết ăn biết mặc, nó cũng đẹp ra rồi. Nhưng mà chú không có, cũng không dám yêu ai. Bởi vì sao, yêu mà lúc đấy thì yêu thì cũng nghĩ rằng là nếu như chẳng hạn như có gặp đứa nào mà nó tử tế thì thôi cặp thôi. Thế nhưng cũng không dám cặp bởi vì sao, có khi nó vừa sờ vào mình cái lại vuốt từ trên vuốt xuống lại chả thấy cái gì, lại nhẵn như chùi, đúng có hai con ốc vít bắt vào đây này. Thế thì đứa em mình nó mới bảo là thôi chị đi làm đi. Thế là hai ông anh mỗi ông cho 10 triệu, đợt đấy mình làm hết 120 triệu. Thì hai ông anh cho mỗi người cho 10 triệu, thế còn lại thì mình bỏ ra mình Úc Quyên ạ. Thế là mình làm, thì bắt đầu làm rồi thì là mãi về sau này bắt đầu là mới gặp Phú Lê này. Mãi về sau này mới gặp Phú Lê này. Lúc mà mình không đi hội chợ là mình quyết định mình quay về Hà Nội rồi thì mình mới gặp Phú Lê. Đấy, mình gặp Phú Lê thì bắt đầu là gặp Phú Lê thì tôi nói thật với các bà như này này. Lúc đấy tôi nghĩ đến đàn ông là tôi chỉ nói thật với mọi người là có hai từ căm thù. Nếu như bà nào mà đã từng lấy một thằng chồng mà nó đánh đập, nó coi thường rồi sao ạ, nó chửi, thậm chí cứ lần nào đánh nhau nó gọi điện về cho bố tôi. Cứ lần nào mà hai vợ chồng tôi đánh nhau thì bắt đầu nó lại gọi, nó bảo là bố ông không dạy được con gái ông mới lọ trai, thì để mẹ mày bố mẹ mình ở nhà cũng không được yên cơ. Tôi thì tôi rất ghét cái kiểu như này này, vợ chồng đánh nhau thì cứ đánh nhau thôi, mẹ mày mày đánh nhau ở trên này thôi, mày làm phiền ông bà già làm đéo gì. Thế nhưng cái thằng chồng mình ở đây nó lại bẩn tính, thì mẹ mày cứ ngày đéo nó đánh nhau thì y như rằng nó gọi về cho bố tôi, thì là bố mẹ thì già rồi, chờ con thì đã bỏ chồng một lần, đã phải để ông bà nuôi, ông bà ngoại nuôi một đứa con rồi. Thế xong bây giờ lại lấy một đời chồng lại lại đánh đập nhau suốt ngày như thế, ông bà suy nghĩ chứ, ông bà suy nghĩ, ông bà buồn chứ, ông bà không làm cách nào được. Thế xong về sau là cho nó về quê ăn cỗ thì cũng đánh nhau ở quê, mẹ mày khổ đấy, cuộc đời nó lát rượu. Mình cho chồng về quê ăn cỗ dỗ bà mình thì lại đánh nhau với ông chú ở quê, cũng một ông chú cũng lại uống nhiều rượu, thế là hai chú cháu cũng chỉ vì câu nói thôi, hai chú cháu là tí đấm nhau. Thế là hôm đấy là mình đuổi mẹ đi, mày đi mẹ mày đi, mày đi về đây mày làm nhục tao quá, thế là đuổi đi đuổi đi. Thế là nó ra nó lang thang ra đấy, nó đéo đi, nó gọi mẹ về cho mẹ nó. Thế mẹ nó lại gọi điện về cho mình trách mình, là ý là đưa nó về ăn cỗ ăn bàn, mà lại cả họ nó gọi điện nó về, nó bảo là chứ mẹ mẹ cả họ cái kiểu dọa đánh con. Thế là khổ lắm. Thế là về về thế là về xong là bỏ nhau. Bỏ nhau thì là bắt đầu mình mới đi hội chợ. Đấy, cho nên tôi nói thật, có những lúc tôi căm đàn ông dã man luôn, bởi vì tôi đã từng qua một cái, trải qua một cái người mà này
rượu chè. Ngày nào cũng thế, sáng thì làm, nó làm y tá, nhưng mà sáng thì là nó đi ăn sáng, thì mình đi bán hàng ngoài chợ thì sẽ phải cho nó 50 nghìn để nó đi ăn sáng. Trưa về thì nó uống rượu đến 2 giờ chiều, thì mình phải ngồi đấy để chờ dọn xong thì mình mới được đi làm. Thì tôi hỏi bà, sáng các bà sáng thì dậy từ 5 giờ, chiều đến 2 giờ còn chưa được ngủ thì làm đéo thì còn được ngủ nữa. Thì là coi như là phải chờ nó ăn xong dọn này, tối thì đi bán hàng. Đấy, hôm nào không đi bán hàng thì phải ở nhà nó ăn tối, lũ ăn từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối thì phải chờ nó ăn xong mới được dọn. Người mệt rũ ra, thế mà không chờ là đánh nhau. Đấy, hôm nào đi đến nhà ai khách mời thì hôm đấy về là một là đánh nhau ở nhà người ta, hai là về nhà mình đánh nhau. Vì sao? Đánh nhau nhà người ta vì cái tội như này này. Mời nó đến ăn trưa thì nó chơi tận 4 giờ chiều nó đéo về. Nó cứ con cà, con kê, chén rượu, chén chè, mình thì con nhỏ muốn về. Rồi mình ở lâu mình cũng ngượng, nhưng khổ mấy thằng rượu chè nó có ngượng đéo đâu. Cứ con cà con kê rủ nhiều về lại đánh nhau, mà không thì về nhà cũng đánh nhau. Hoặc nó đi đến, đi rủ mình đi cùng, mình đã bảo mình đéo muốn đi rồi thì lại cũng lại đánh nhau. Chỉ vì mẹ mày tao rủ mày đi chơi cùng với tao, mày đéo đi cũng đánh nhau. Tức là nhiều khi đánh nhau những cái chuyện nó rất là vô cớ, nó rất là vớ vẩn. Đấy, đánh nhau mà tôi nói thật, tôi nghĩ tôi, cho nên tôi khuyên các bà nhá, bà nào bây giờ mà đang ở trong cái hoàn cảnh như tôi, là lấy phải thằng chồng lát rượu, là các bà mẹ mày tôi nói thật này, con thì cũng thương thật đấy, nhưng phải thương mình đầu tiên. Lúc đấy tôi cân nhắc rất là kỹ, tôi bảo là nếu như bây giờ mà mình bỏ đi, tôi phải cân nhắc mấy tháng tôi mới bỏ đi các bạn. Bởi vì lúc đấy thằng cu nhà tôi mới được có 18 tháng thôi, thì mình cũng nghĩ thương chứ. Bởi vì sao bây giờ mình bỏ đi thì con mình nó sẽ không có mẹ. Mình đau lòng lắm, có những cái đêm thức trắng đêm khóc, thật khóc thương con, nhìn con mà thương, nhìn con thương lắm ấy. Nhưng về sau một cái quyết định cuối cùng là gì? Nếu như mình còn ở với nó mình sẽ chết. Và mình còn ở với nó thì con mình sau này nó sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý. Mình còn ở với nó thì cuộc đời mình cũng chưa biết như nào cả. Thế là mình quyết định mình bỏ đi, và mình sẽ nghĩ rằng là con mình lớn lên nó sẽ hiểu được cái điều đấy. Nó sẽ thương mẹ, nó sẽ hiểu là lý do tại sao bố mẹ nó phải bỏ nhau. Tôi phải cân nhắc mấy tháng các bà, xong rồi tôi bỏ đi xong tôi đi hỗ trợ tôi làm. Thì bắt đầu từ lúc đấy ra bắt đầu tôi làm thì tôi mới kiếm được tiền. Chứ còn ngày đấy ở với nó còn không kiếm được tiền cơ các bà. Bởi vì sao? Làm bao nhiêu phá mẹ hết, làm bao nhiêu thì cũng không đổ được vào đâu cả. Thế là bỏ đi thì năm 2010 thì bắt đầu là tôi bỏ đi. Năm 2010 thì tôi bỏ đi làm hỗ trợ các tỉnh, đi kiếm tiền rồi các thứ loại kia. Tôi để con lại cho bà nội. Thì bà nội của đứa thằng cu nhà tôi đi này thì rất là chiều nó. Đấy, cũng nói chung bà cũng rất là thương tôi chứ không phải là không. Nhưng khổ lắm, con bà nó lát rượu chứ không phải là bà là thế lọ thế kia gì cả. Thế thì tôi bỏ đi. Tôi bỏ đi thì được mấy năm thì là bố nó mất. Vì là bố nó bị ung thư, bố nó mất. Thì mình cũng vẫn về mình lo tang sự. Rồi bố ốm, bố nó ốm đau, mình vẫn về mình chăm. Mình vẫn mang tiền về mình lo cho. Đương nhiên là bà lo là chính, nhưng mình hỗ trợ vào. Đấy, ok chị Lan dừng. Đấy, xong bắt đầu là đến năm 14, 15 đấy thì tôi mới gặp Phú Lê. Năm 2014, 15 thì bắt đầu tôi mới gặp Phú Lê. Nói thật mọi người như này là lúc đấy tôi sợ đàn ông lắm. Tôi nghĩ đàn ông là tôi cảm thấy là một cái mối thù truyền kiếp rồi. Bởi vì mình đã quá khổ rồi. Lúc đấy mình đang sướng, mình có ô tô, mình đi rồi. Mình được người ta trọng vọng rồi. Thì tại sao mình phải dính vào đàn ông làm cái gì? Lại dính vào một cái thằng lát rượu nó đánh cho suốt ngày như ngày xưa nữa. Thì cuộc đời mình mẹ mà tôi thật, cái lúc mà mình bỏ đi được cái thằng đấy, mình bỏ đi ấy, yêu cái cuộc đời mình nó lở hoa. Mình cảm tưởng nó như một con chim được sổ lồng với các bà. Mình sướng mà mình khỏe đi mà mình sướng dã man luôn. Đấy, cho nên là mọi người ạ, ai mà lấy chồng mà dính phải mà một người chồng mà kiểu rượu chè cờ bạc ấy, thì tôi nói thật là mình sẽ phải hiểu cho nhau cái vấn đề đấy, khổ lắm luôn. Đấy, sau năm 2014 thì 14, 15 ấy thì mới gặp Phú Lê. Năm 2014, 15 thì mới gặp ông Phú Lê. Gặp ông Phú Lê thì tôi nói thật với các bà là như này này. Ông đấy lúc đấy là đang nhặt lá đá ông bơ. Lý do tại sao tôi nói là nhặt lá đá ông bơ? Anh Phú là một người rất là tài hoa, nhưng cũng không có đất dựng võ thôi, chứ không phải là anh là một người đần. Nhưng mà đang nhặt lá đá ông bơ là bởi vì là lúc đấy là đang làm cầm đồ bốc họ cùng với mấy thằng em. Thì mọi người biết là cầm đồ bốc họ thì như nào rồi? Chơi đồ đạc, ma túy, các kiểu. Người nó không được tinh khôn như này đâu. Người nó không được tinh khôn như này đâu. Lúc nào cũng như trên mây ấy. Nhưng gặp thì tôi thấy một cái người đàn ông này nó khác với những người đàn ông tôi đã gặp ở cái chỗ là như này này. Rất chịu khó lấu cơm này, quét nhà này, giặt quần áo cho các em này. Sáng trưa nào tôi sang cũng thấy lấu cơm. Thì mình đang cần một cái người đàn ông như này. Mình đang cần một cái người đàn ông gọi là chịu khó, thương vợ, thương con, quan tâm đến gia đình,
Đấy, mình đang cần một người đàn ông như thế. Chứ mình không cần một người đàn ông là quá giỏi giang, làm ra quá nhiều tiền, rồi nó sẽ về nó lại chửi mình, nó đánh đập, rồi nó lại cầm tiền nó lém vào mặt mình thôi. Mình cũng không cần người đấy. Đấy, thì mình thấy ở anh Phú là như này này, rất chịu khó. Đấy, bởi vì sao chúng nó cứ đến bữa chúng nó cứ rủ mình sang ăn cơm, thì mình thấy ông này cứ vào trong bếp này, cứ đi, thì tôi đã kể với các bà là một câu chuyện rồi, là một ông ấy gặp tôi một ngày, ông thay có một buổi trưa ông thay 5 bộ quần áo thôi. Bố mày cứ thay quần áo thôi, thay lúc đi chợ rồi đến lâu ăn thôi. Xong ngày nào tôi sang tôi theo dõi thì tôi cũng thấy là rất là chịu khó, là đi chợ nấu cơm mà không có tiền. Lúc đấy không có tiền, đã bảo là mời tôi đi uống, mời thích tôi lắm, mời tôi đi uống trà đá cũng không có nghìn nào giả. Mời tôi đi uống nước thì dắt tôi ra cái quán trà chanh ở ngã tư Sở đấy, vào đấy 20.000 một cốc đấy, cả trà chanh sinh viên đấy. Mà lúc đấy là tôi đã có ô tô rồi, tôi đã có tiền tỷ rồi. Thế thì mình thấy là ông này mời mình đi xong chả có nghìn mẹ nào, nhưng sống rất thật. Thật là cái chỗ như này này, bố mày đéo có, là bố mày nói luôn, bố đéo có, không phông bạt gì hết. Chứ nhiều thằng đàn ông là như này này, tao nhìn thấy con mồi đây rồi, tao sẵn sàng tao bốc họ về để tao săn mày đã. Đấy, hiểu không? Nếu như những thằng đàn ông khác mà nó sống mưu mô là nó sẽ làm đúng như thế luôn. Là mẹ mày, tao nhìn thấy con mồi đây rồi, thích rồi, và thấy là mình hay sang ăn cơm, là mình có cảm tình rồi, thì tao nhìn thấy con mồi tao sẽ bốc họ về, tao chiều chuộng mày, tao cho mày đi ăn đi chơi để cho mày biết, để cho tao mày thấy tao có tiền để mày ngớp vào. Nhưng đây thành phần này nó lại đéo thế, đi uống trà đá đứng lên không nghìn nào giả, tôi lại phải giả. Xong hôm sau là tôi mới bảo là rủ đi massage, massage sen đấy, tôi bị đau lưng thì tôi bảo là rủ đi massage sen, thì ông cũng đi. Đi đến lúc vào thanh toán tiền không nghìn nào, quay sang nhìn tôi, thế tôi cũng trả. Thế thì mình mới thấy rằng là cái con người này ấy, là cái con người người ta sống rất là chân thật. Người ta không vì rằng là phải phông bạt với cái đứa mình thích để đi vay mượn hoặc là thế loại thế kia để về lừa mình. Đấy, là mình thấy một cái là con người này rất là ok. Thì tôi mới theo dõi, thì bắt đầu là tôi mới dần dần tôi mới để ý. Đấy, tôi để ý thì lúc đấy là mấy thằng em nó làm họ, thì nó bảo là chị Kiều có tiền thì lém sang đây em làm cho. Thế thì tôi lém sang cho mấy trăm triệu để làm họ. Thì mấy thằng em đấy thì nó lại rất là khôn. Nó khôn là như này, khi mình đưa tiền cho nó thì nó đẩy toàn bộ những cái bát họ bể cho mình và nó lấy tiền ra. Nhưng ông này rất là thật thà, dọa mấy thằng đấy phải đưa đủ tiền cho mình. Đấy là mình cảm thấy rằng là người đàn ông này rất là thật thà. Và quân tử không phải là người đàn ông bẩn tính như những người khác. Còn những người khác mà đưa cho nó mấy trăm triệu như thế, lừa thẳng căng mình luôn. Thế thì bắt đầu mình mới thấy ok, thì mình tìm hiểu khoảng gần một tháng. Tìm hiểu gần một tháng thì ông ấy dắt mình lên trên bờ hồ ăn kem, gọi là tình yêu của hai đôi già. Thì ông ấy dắt mình lên bờ hồ ăn kem, thì ông ấy nói một câu như này trên này, kiểu ơi vàng 10 đấy, chốt thì chốt nhanh lên, có đứa khác nó chốt mất. Đấy, thế là mình buồn cười quá, thì mình mới về. Mình về thì mình đi mua nhà luôn. Trước đây là mình không mua nhà Hà Nội nha. Mình có tiền, mình có xe ô tô, nhưng mình không mua nhà Hà Nội. Bởi vì sao? Lúc đấy là mình chỉ có thích là đi bay bổng, là lay đi tỉnh, lấy mai đi tỉnh khác, đi hội chợ thôi. Chứ mình không thích mua nhà Hà Nội, và mình xác định là mình sẽ về quê mình ở. Thế nhưng gặp được quả này là thấy yên tâm rồi. Thế là mình mua nhà, mình mua nhà ở Tân Mai, xong mình đón ông ấy về đấy và ở luôn ở đấy luôn. Đấy là hai đứa là bắt đầu đến với nhau. Thì cái quá trình đến với nhau hôm qua tôi đã kể rồi. Việc đầu tiên ông đến với tôi là tôi nhốt ông ở nhà 2 năm trời. Nói không ai tin, nhưng mà đây là sự thật nha. Tôi nhốt ông Phú Lê ở nhà 2 năm trời ở Tân Mai. Gần 2 năm. Biết tại sao nhốt không? Bởi vì lúc đấy là bố mày cứ kiểu chơi bời với bạn cũ. Bạn cũ thì toàn là nghiện này, vừa ra tù này, cầm đồ bốc họ này, rồi là chơi đá này. Thì ông này là tất cả trong cái đống bạn ấy là có hết. Thì bây giờ một người đàn ông này muốn người đàn ông này mà theo mình, mà người đàn ông này mà không chơi bời nữa mà ngoan ngoãn, thì việc đầu tiên là phải nhốt lại, nhốt ở nhà gần 2 năm. Nhiệm vụ của ông làm gì? Chỉ có nấu cơm và lau cái nhà đấy thôi, và đi chợ nấu cơm cho vợ một ngày 2 bữa. Tôi đi làm, ông ở nhà nấu cơm cho tôi một ngày 2 bữa nhá. Camera tôi lắp ở đấy, ông không được đi đâu hết. Thế là tôi để ở nhà gần 2 năm trời. Thì ông này rất là ngoan, bởi vì sao, cũng mẹ mày cũng có tuổi rồi, gặp được quả bến đỗ này nó cũng chắc chắn rồi, hiểu chưa? Bố mày cũng đéo chơi, nghĩa là vẫn chơi mấy bạn cũ, nhưng mà có khi là lúc đầu là cho cai dần, lúc đầu là có thể là một tuần gặp nhau một lần, xong dần dần giãn dần giãn dần ra. Và mình sẽ lọc những cái người nào mà chơi thì mình cho đi chơi, còn những người nào không cho đi chơi là thôi. Thế là đúng là thật, chỉ có ăn nhà nấu cơm mới đóng gạch, nhưng mà khổ lắm, mình thì lại yếu sinh lý. Mẹ mày một tuần mới đóng một cái thôi, chứ có đóng được nhiều đâu. Nhưng quan trọng là sao, mình phải đưa con người này vào khuôn khổ khổ. Bởi vì sao, nếu như mình đang là một con kinh doanh, đang làm mà ông ấy cứ nhà ông đi mẹ mày chơi đồ chơi lọ chơi kia, thế thì chết à. Nhốt nhà, phải chấp nhận. Anh đến với em là anh phải chấp nhận là theo em là phải bỏ hết.
những cái thói hư tật xấu, những cái xấu xa, những cái người bạn không tốt là anh không chơi nữa. Không chơi nữa, nếu anh chấp nhận được thì em với anh sẽ đi tiếp. Còn nếu không chấp nhận được nữa thì thôi. Thế nhưng ông này thì cũng rất là ngoan, ở cái chỗ là như này này. Thấy mình là con người tử tế, bỏ tiền ra mua nhà luôn mà, mình bỏ tiền ra mình mua nhà đón ông ấy về ở. Trước đấy là ông đi thuê nhà cùng với mấy thằng em. Mình bỏ tiền ra mình mua nhà, mình đón ông về ở và mình bảo là đấy anh, nếu đứa em là muốn đến chơi thì anh vẫn cho đến bình thường. Còn đi chơi thì em phải xem xét người đấy như nào, có được đi hay không thì em mới đồng ý cho đi. Còn nếu không thì thôi. Bởi vì sao? Những người đấy người xấu, đưa anh đi toàn chơi đồ chơi đạc thôi, anh sẽ bị bắt, không ai lo cho anh đâu. Thế là bắt đầu là ok ở nhà. Ở nhà thì một ngày là nấu cơm hai bữa, nấu ăn cực kỳ ngon, rửa bát, quét nhà, nấu cơm và chăm sóc. Nói chung lúc đấy ở có hai đứa thôi vì con ở nội ngoại hết rồi. Đấy, thế là gần 2 năm trời bắt đầu nha, mình mới cho ông ấy tiếp xúc với bạn bè của mình. Còn lúc đầu ở mấy ông Phú này, bạn bè của tôi không biết một đứa nào biết luôn. Bởi vì tôi biết chúng nó sẽ ngăn cản. Bạn tôi nó toàn là chủ doanh nghiệp thôi, nó toàn là chủ nhà hàng, chủ doanh nghiệp thôi. Nó biết tôi yêu một thằng xã hội đen, xong rồi lại đơ đơ ngơ ngơ như thế này. Gia đình truyền thống thì mẹ mày toàn cờ bạc như thế này. Nó chạy mất dép, nó chửi tôi. Tôi phải lừa bọn đấy. Xong rồi tôi bảo không làm bạn thôi chứ yêu đương gì đâu. Lúc đón về nhà bọn đấy nó cũng không hề biết nhá. Mãi về sau ông này tu tỉnh ngon lành rồi, bắt đầu tôi mới cho gặp. Bắt đầu là gặp, mà gặp thời điểm đầu bọn bạn nó còn chửi tôi cơ, nó còn không cho yêu, nó còn ngăn cấm, nó còn gọi điện đến Yên Bái nó điều tra xem là bởi vì tôi chơi với bạn, các bạn tôi tốt lắm mọi người ạ. Bọn tôi sẵn sàng cho nhau vài chục triệu không là cái gì cả, bọn tôi sống vì nhau lắm. Nó điều tra lên tận Yên Bái xem nguồn gốc của ông Phú là như thế nào. Bắt đầu là nó mới thôi. Còn lúc đầu nó ngăn cấm, nó bảo là bà không thể nào yêu những người như thế được. Thế về sau gặp Phú rồi, đấy thì bắt đầu ở với nhau. Từ lúc đấy bắt đầu là nhốt mẹ vào. Tôi nói thật là tôi nói động từ là nhốt mẹ vào, chứ nếu thả ra thì đi tù lâu rồi. Thế là nhốt vào. Đấy, xong bắt đầu là gần 25. Gần 25 thì bắt đầu mới cho gặp bạn bè. Thế là bắt đầu bạn bè tôi về sau gặp thì cũng rất là quý ông này. Bởi vì ông ấy rất là thật thà. Ông ấy thật thà như đếm ý. Đấy, thế thì đùng một phát thì là ông ở nhà thì nhiệm vụ của ông ở nhà mà ngày đấy ông ngất lắm các bà ơi. Thì mẹ mày ngất lắm. Đeo kính đen. Xong làm ở cái xếp sofa đấy. Xong bảo là ngày đấy nó hot cái mic mà kiểu ông này thích hát mà yêu văn nghệ dã man luôn. Ông có cái mic mà nó có cái loa như này này. Tôi xoay cam về là thấy gọi là chồng tôi là cứ nằm ở cái ghế đấy bắt đầu hát. Xong bắt đầu là dần dần là bắt đầu là biết live stream ở trên Facebook, chụp ảnh đăng live stream trên Facebook. Thì bắt đầu tôi mới thấy ông này là đánh. Lúc bắt đầu gặp ông là tôi thấy ông ấy đánh đàn rất hay rồi. Ông ấy hay đánh cái đàn mà bài bài gì nhỉ, bài muộn cho tôi nghe này, với cả là bài cái bài đấy tôi rất thích đấy. Thì ông hay đánh bài đấy cho tôi nghe, thì lúc đấy bắt đầu là tôi thấy ông này giọng hát hay mà ok, thì bắt đầu là tôi mới liên hệ với cái bạn nhạc sĩ ở trong kia bán cho tôi cái bài Đời Là Thế Thôi. Và lúc mục đích mua cái bài Đời Là Thế Thôi thì tôi cũng như các bà thôi, tức là lấy về để cho ông này hát cho nó vui thôi đấy. Nhưng ông này ông lại có cái căn là mẹ mày ăn. Hát thì cũng bình thường thôi, nhưng ông có cái căn nổi tiếng thì ông ấy hát phát bài đấy nó lổ bùng lên, mọi người hiểu không? Đấy, thì bắt đầu từ lúc đấy giờ đi là bắt đầu là hai vợ chồng mới gọi là, lúc đấy là bắt đầu là tôi mới cho ông ấy đi tiếp xúc với bạn bè. Nhưng mà tiếp xúc với bạn bè nhưng trong vòng kiểm soát của mình. Nhiều người trên mạng xã hội cứ chửi tôi là tôi độc đoán, với cả là tôi kiểu là kiểm soát Phú Lê, nhưng không phải. Chồng mình là một cái người như thế nào thì chỉ có mình mới hiểu thôi. Tức là ông này là một cái người như này này. Vừa gặp một cái thằng ở ngoài thôi, chào anh Phú Lê, bắt tay xong phát có khi 5 phút sau là địch mẹ mày anh em trên bến dưới thuyền rồi. Anh em như kiểu là thân mẹ mày 10 năm trở lại đây rồi. Mà nó nói nó vẽ ra một cái viễn tưởng là bố lại tin như thật luôn. Đến nỗi mà cái thằng nó trông xe, nó đeo nhiều chìa khóa, con nó bảo nó có gara ô tô mà mẹ bố mày tin sái cổ. Đến lúc về nói với tôi bảo là này, tất cả những cái thằng chủ gara ô tô không thằng nào nó đeo nhiều chìa khóa đâu nhá. Chỉ có thằng trông xe ô tô thôi nó mới đeo nhiều chìa khóa thôi, ngu ạ. Tức là bố mày rất thật thà mà rất dễ bị bọn nó đưa vào câu chuyện. Đấy, rất dễ bị bọn nó đưa vào câu chuyện. Đi đâu là mình phải kiểm soát. Chơi với ai mình cũng phải kiểm soát. Bởi vì sao? Chơi bạn tốt thì không sao, chơi bạn xấu đến nó cứ dí đồ cho chơi, chơi xong nó báo mẹ công an. Thế là mình là đi tù. Mà lúc đấy là đấy. Thế là từ gặp lúc gặp mình là cũng không chơi bời gì cả. Chỉ có lo thế xong đi hát. Đi hát đấy thì đang ở thời điểm đỉnh cao. Đang ở một cái thời điểm đỉnh cao, lúc đấy đi hát show 5-6-70 triệu, đang ở thời điểm đỉnh cao thì dính ngay vào vụ chửi nhau trên mạng. Chửi nhau trên mạng thì có cái đéo gì đâu, cũng chỉ vì đấy, cũng chỉ vì mấy con đàn bà thôi. Mà đàn bà thì các bà biết rồi, mẹ mày lắm chuyện. Đàn bà thì các bà biết rồi, lắm chuyện.
mẹ mày thêm thắt câu chuyện ra. Ông chồng tôi là một cái thằng, mẹ mày nói thật với các bà, nói thì bảo nói xấu chồng nó thật thà lắm. Đi ra ngồi uống cà phê gặp mấy thằng nó buôn bất động sản, nó gọi là mẹ mày có con thôi, có cái đéo gì đâu. Nó vẽ ra một cái bài cảnh viễn tưởng là anh em mình sẽ mở một công ty về bất động sản này, thuê một cái nhà 5 tầng này, tầng trên là mình mở cà phê này, tầng dưới là mình mở ăn công sở, và tầng nữa là mình mở bia này, tầng dưới mình làm văn phòng này. Đấy, xong mà anh đứng lên cho em, rồi về tôi thề bà, mỗi lần mà nó nghe được một câu chuyện gì mà ai kể cho nó, một cái tương lai nó sắp kiếm được tiền nha, về gọi họ bảo làm, nó đéo làm đâu. Đây sắp kiếm được tiền rồi, đừng coi thường. Thế xong mà kể chuyện mình bảo này, tôi nói với ông nghe này, thời buổi kinh tế khó khăn. Bây giờ mà thuê một cái nhà như thế một tháng phải mấy trăm triệu. Mà tôi thấy nó còn đang đi mẹ mày xe máy với cả ấy kìa, tiền đâu mà nó thuê mà đưa cho ông làm, mà ông nghe ông đéo biết phân tích câu chuyện gì cả. Xong là mời bọn đấy đi ăn, xong về nhà hát hát chóe cả mồm ra. Mình về soi cam 4 giờ chiều rồi vẫn thấy đang hát. Đến mai, thế mình bảo thế mai tình hình công ty bất động sản họp hành nó đi đâu rồi, vỡ rồi. Toàn mình bảo đấy, ông không được cái việc gì cả, nghe đéo biết chắt lọc thông tin gì cả, dễ bị lừa. Nghĩa là cứ đứa nào mà nó kể gì mà có cơ hội làm ăn làm mẹ mày bố mày làm như kiểu ngày mai mẹ mày giàu luôn. Đấy, gặp một thằng nữa, gặp một thằng đến nó bảo nó có gara ô tô đấy, sắp sửa là em là có khi là em sẽ mở một cái để anh đứng tên cho em. Anh bây giờ anh phải, anh cái tầm anh giờ nó khác rồi, anh là anh phải làm cái gì nó phải to lớn, chứ còn anh thì đi bán hàng này nghe vẻ là không ấy lắm. Nó đeo mỗi lần đến nhà nó đeo khoảng 10 cái chìa khóa ô tô. Em mở cho anh một cái, anh đứng lên anh đại diện em làm, em bỏ vốn ra sướng lắm. Thì mẹ mày gọi đi đâu đéo đi nữa, nó phải tinh tướng lên, nó bảo mẹ đừng, sắp đứng sai tao, tao sắp kiếm được tiền rồi đấy. Thế xong rồi hôm đến nhà mình hát, mình bảo thế thằng nào đó đấy gì, thằng tao nói mày nghe, thằng này chỉ là thằng mẹ mày trông xe thôi. Biết tại sao không? Không một thằng chủ gara nào mà nó đeo 10 cái chìa khóa ô tô như kia, đi như một con chó bét dê đi như kia đâu, không biết nhận định con người gì cả. Thế xong đến khoảng nửa tháng sau, 10 ngày sau, mình bảo thế thì gọi cho nó đi xem tình hình mở gara ô tô, mình biết là đéo mở rồi, mà thế gọi cho nó đi xem tình hình mở gara ô tô như nào, thứ nhất là cần vốn bao nhiêu tao hỗ trợ cho. Gọi điện bảo thì mình cứ nói, thế bảo thế gọi như nào rồi, bảo thì đấy cũng nói mang máng rồi, nhưng nó cứ lảng sang chuyện khác. Mình bảo thằng đấy thằng trông xe thôi, làm đéo có tiền, mẹ mày ngu đéo biết cái gì cả, mất mẹ bữa ăn của tao rồi đấy. Thật như đếm luôn, nhiều khi chồng mình nó thật thà. Chính vì vậy làm sao mà bảo sao mà tôi phải trông chồng, đi đâu là dễ bị lừa, dễ bị lừa, dễ bị đưa vào 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 những cái câu chuyện rất ối rồi ôi luôn. Xong là bắt đầu cứ nghe thấy đứa nào nó viễn ra một cái cảnh kiểu dạng như này là bố mày ở nhà là bị quản lý kinh tế, hiểu không? Tức là làm được bao nhiêu tiền thì nó vào tài khoản của tôi, chứ ông Phú là không cầm nghìn nào. Cho nên bây giờ nó vẽ cho một cái cảnh tương lai là sắp kiếm được nhiều tiền rồi, là bố mày sắp sửa tinh tướng rồi, hiểu chưa? Tao sắp được cầm cầm kinh tế rồi, cho nên mày đừng có mà địch mẹ mày tinh tướng với tao. Thế là thôi, dính được mấy quả là mẹ mày về là mặt ngắn tũn rồi, dính được mấy quả là ối rồi ôi rồi, về mặt ngắn tún rồi. Thế xong mình bảo là tôi nói cho ông là đời ông mà đéo bao giờ làm được kinh doanh với ai đâu, đừng có nghe những cái thằng đấy mẹ nó lừa cho rồi nghe đau hết cả đầu ra. Thế là dạo này là thôi rồi, chứ ngày trước tôi thật với các bà nhà tôi thỉnh thoảng đau đầu luôn.